Việt Nam thắng đậm U23 Guam, báo Đông Nam Á nói điều bất ngờ, cổ động viên đòi làm điều này. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, vào tối qua mùng 6 tháng 9, U23 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 6-0 trước U23 Guam ở trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2024. Chiến thắng này không chỉ là bàn đạp cho những trận đấu khó khăn tiếp theo, mà nó còn giúp cho thầy trò huấn luyện viên Chu Xie lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau những thành quả không mấy ấn tượng vừa qua. Sau trận đấu, báo chí Đông Nam Á đồng loạt đăng bài đánh giá về Việt Nam, trong đó các cổ động viên ở Đông Nam Á thì có những phản ứng đầy bất ngờ về trận đấu vừa qua. Không những vậy, huấn luyện viên của Guam còn cảm thấy tự hào về điều này. Chúng ta hãy cùng xem họ đã viết và nói gì trong video ngày hôm nay nhé. Bước vào hiệp đấu đầu tiên bị đánh giá thấp hơn so với chủ nhà Việt Nam, U23 Guam nhập cuộc với lối chơi tử thủ, dàn gần hết đội hình bảo vệ khung thành của thủ môn Joe Goodoy. Trong khi đó, U23 Việt Nam chủ động tấn công gây sức ép và liên tục tạo sóng gió lên khung thành của đối thủ với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng sớm. Dù vậy, các cầu thủ áo đỏ liên tục bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc từ những cú dứt điểm của Văn Đồ, Văn Tùng hay Minh Trọng. Bàn thắng đến với đội chủ nhà ở phút 33 khi Thanh Nhàn căng ngang chính xác vào vòng cấm cho Lê Mando đệm bóng cận thành vào lưới Guam. Sang đến hiệp 2, U23 Việt Nam có thêm 5 bàn thắng từ pha đá phạt đền của Văn Tùng ở phút 55, Hồ Văn Cường phút 68, Thanh Nhàn phút 80, Hoàng Văn Toản phút 85 và bàn thắng của Bùi Vĩnh Hào ở phút 89 của trận đấu. Sau trận đấu, nhiều cổ động viên của Đông Nam Á đã có một số phản ứng trái chiều về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu Xie. Trên trang chủ của diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều người để lại bình luận: cầu thủ trẻ Việt Nam làm chủ thế trận khá muộn, mặc dù trận đấu này không quá hoàn hảo nhưng kết quả vẫn chấp nhận được, hãy cố gắng thi đấu tốt hơn. Lời chúc mừng từ người bạn thân nhất của Việt Nam, Somali. Huấn luyện viên Chu Xie nên bị sa thải, ông ta sẽ không mang lại thành công cho Việt Nam ở cả Đông Nam Á lẫn châu Á như huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng làm trong quá khứ. Huấn luyện viên Pepen Efendi ra đánh giá về huấn luyện viên Chu Xie: kết quả thật đáng thất vọng cho đội bóng như Việt Nam. Tôi đang nghĩ họ có một trận thắng 10-0 rồi cơ đấy. 6-0 là đủ rồi, không cần phải ghi 14-0 rồi bị loại như đội nào đó. Lời chúc mừng từ Lào. Đọc các bình luận có thể thấy, mặc dù đã có chiến thắng đậm đà, nhưng lối chơi của các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa khiến cho người hâm mộ yên tâm. Thậm chí một vài cổ động viên nước ngoài còn cảm thấy hả hê khi bóng đá Việt Nam không còn giữ được vị thế như khi huấn luyện viên Park Hang-seo còn tại vị. Trong khi đó, nhiều tờ báo ở Indonesia và Thái Lan đánh giá U23 Việt Nam là đối thủ đáng gờm sau khi chứng kiến đoàn quân huấn luyện viên Chu Xie thắng 6-0 trước U23 của Guam. Bình luận về trận đấu này, tờ Bola Okezon Indonesia đã viết: U23 Việt Nam cho thấy sức mạnh khi giành chiến thắng 6-0 trước U23 Guam. Mặc dù đội bóng này thi đấu không tốt ở hiệp 1 khi chỉ có một bàn thắng do công của Levando, nhưng họ thực sự bùng nổ ở hiệp 2 để ghi thêm 5 bàn thắng. U23 Việt Nam cho thấy sức mạnh vượt trội ở bảng C. Chỉ cần giành chiến thắng trước U23 Yemen ở lượt đấu sau, U23 Việt Nam sẽ rộng cửa giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Tờ Mancha Sukabumi nhấn mạnh, chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Guam rất ấn tượng. Đội bóng có biệt danh nhưng chiến binh sao vàng đã giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Dù mất khá nhiều thời gian để vào nhịp, nhưng U23 Việt Nam đã liên tiếp khiến cho đối thủ vào lưới nhặt bóng ở trong hiệp 2. Điều đáng nói là trong trận đấu này, huấn luyện viên Chu Xie sử dụng khá nhiều cầu thủ từng hạ gục U23 Indonesia trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á. U23 Việt Nam vẫn đang tiến từng bước chắc chắn. Một tờ báo khác của Indonesia là Suara Merdeka đã bình luận: U23 Việt Nam là đội bóng giành chiến thắng đậm nhất ở loạt trận đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á. Không có gì bất ngờ khi U23 Việt Nam dễ dàng hủy diệt đối thủ yếu U23 Guam. Tờ Khao Sót của Thái Lan nhấn mạnh tham vọng của bóng đá Việt Nam là vượt qua trình độ của Đông Nam Á để hướng tới sân chơi cấp độ châu lục và thế giới. Tờ báo này khẳng định huấn luyện viên Chu Xie đã dày công chuẩn bị cho lứa U23 Việt Nam để sẵn sàng chinh chiến ở giải châu Á. Chiến thắng 6-0 trước U23 Guam sẽ là tiền đề để cho U23 Việt Nam bay cao. Trong khi đó, trả lời báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên Philippe Chu Xie đã có những đánh giá bất ngờ về các cầu thủ U23 Việt Nam. Ông nói: lời đầu tiên tôi muốn chúc mừng toàn đội về hai điều, đó là cách chơi và sự nỗ lực. Các cầu thủ đã kiên trì tấn công trong cả 90 phút, sẽ có những chỉ trích khi toàn đội đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tôi đồng ý về việc U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội nên không thể ghi thêm 3-4 bàn nữa. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi đúng với ý đồ chiến thuật mà tôi muốn, đây là cách đội vươn đến đẳng cấp châu lục. Nói về cầu thủ vào sân thay người Hồ Văn Cường, huấn luyện viên Chu Xie đã tiết lộ: sau 10 phút thi đấu, tôi quan sát được đội thiếu sự cân bằng ở vị trí hậu vệ phải và đã ra hiệu cho Hồ Văn Cường khởi động. Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường đã giúp ích nhiều cho toàn đội. Tôi biết điểm yếu của Guam là ở hai biên và tôi yêu cầu các học trò khai thác điểm yếu này để ghi bàn. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Chu Xie cũng dành lời khen đến các cầu thủ khác. Đương nhiên Đức Phú không phải hậu vệ thuần túy, nhưng cậu ấy đã thi đấu nỗ lực. Ở cánh còn lại, tiền vệ Khuất Văn Khang sau khi được tung vào sân đã phối hợp khá ăn ý với Minh Trọng và có màn trình diễn tốt. Sau cùng ông nhấn mạnh,
Đối với cá nhân tôi thì chưa có cầu thủ nào chắc suất thi đấu cho U23 Việt Nam. Với lứa U23 này có khoảng 80 cái tên mà có thể đáp ứng tạm ổn yêu cầu của tôi. Những cầu thủ ra sân hôm nay là những người phù hợp nhất nhưng chưa chắc sẽ ra sân ở những trận đấu tiếp theo. Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Yemen. Huấn luyện viên Chusia cho biết ông sẽ quan sát để tìm hiểu kỹ về đối thủ này. Trận đấu tới với Yemen sẽ mang tính bản lề vì đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Tôi sẽ có những tinh chỉnh nhỏ trong lối chơi của U23 Việt Nam để phù hợp với đội bóng này. Với những gì đã thể hiện, chiến thắng trước Guam giúp cho toàn đội tự tin hơn và giúp cầu thủ củng cố cách vận hành lối chơi hiệu quả hơn, chính xác hơn trong các tình huống đối mặt. Tôi sẽ phân tích thêm điểm mạnh yếu của Yemen rồi đưa ra sự điều chỉnh cho Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Dominic Gadia của U23 Guam thì cho biết, thực tế hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt hơn, nhưng hiệp 2 đội nhận nhiều bàn thua. Đây là trận đầu tiên các cầu thủ thi đấu chính thức với nhau. Tôi nghĩ điều cần thiết là các cầu thủ cần thời gian, họ còn trẻ. Sau hiệp 1, chúng tôi không thể gây khó khăn và chống đỡ U23 Việt Nam. Chúng tôi cố gắng có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo tại giải. Hiệp 1, U23 Guam có thể cản trở được đường truyền và dứt điểm của đối thủ, nhưng sau đó, đội chủ nhà ra nhiều cơ hội và kết quả là tất cả đã thấy. Thời gian không phải là vấn đề, thời tiết ở Guam còn nóng hơn nhiều, một số cầu thủ đến từ Mỹ nhưng ở đó còn khắc nghiệt hơn. Cầu thủ U23 Việt Nam gây ra nhiều nguy hiểm đối với U23 Guam là số 7 Văn Đô và số 17 Minh Trọng, huấn luyện viên Dominic Gadia nhận xét. Chúng tôi chuẩn bị tốt nhất có thể, điều mà chúng tôi cố gắng dạy cho các cầu thủ của mình là hãy tập trung tối đa cho trận đấu. Khi bước vào sân chơi này và không có sự chuẩn bị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhận 6 bàn thua, đây chính là cơ hội để các cầu thủ học tập. U23 Việt Nam là đội mạnh ở khu vực nên trận thua này rất bổ ích, huấn luyện viên Dominic Gadia chốt lại. Với kết quả này, U23 Việt Nam tạm đứng đầu với 3 điểm. Có cùng 3 điểm nhưng do kém hiệu số hơn là dương 3 so với dương 6 của U23 Việt Nam. U23 Yemen tạm đứng nhì bảng, đứng thứ 3 là U23 Singapore, còn xếp cuối bảng là U23 Guam. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 9 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Yemen. Đội thắng trận này gần như sẽ giành ngôi đầu bảng C. Về lý thuyết, U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Yemen. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện, U23 Yemen rõ ràng là đối thủ không dễ bị bắt nạt. Trong trận đấu còn lại cùng ngày, U23 Singapore sẽ chạm trán U23 Guam. Một chiến thắng sẽ giúp cho U23 Singapore nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi đầu. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 có sự tham gia của 43 đội. Các đội chia làm 11 bảng đấu, 10 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Kết thúc vòng loại, 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Qatar. 3 đội đạt thành tích cao nhất giải U23 châu Á 2024 sẽ giành quyền góp mặt ở môn bóng đá nam Olympic 2024 tại Paris. Trong khi đó, đội đứng thứ 4 sẽ đá playoff tranh suất đến Paris với đại diện của bóng đá châu Phi là Junia. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.